À, xin chào các em, chúng ta tiếp tục học môn số cấu trúc đại số này. Tuần thứ ba, sau đây là một cái mảng vừa nhỏ vừa to, cách tìm nghịch đảo của một lớp thẳng dư. Thì chúng ta sẽ được học những cái tuyệt kỹ. Như nó có một cái câu phụ trước, tức là cách tìm thương và phần dư của một phép chia một số nguyên cho một số tự nhiên lên một số tự nhiên. Thì trong giờ trước thì nó đã hướng dẫn rồi, nhưng mà giờ tao thống nhất lại là cái cách bấm máy như sau. Chúng ta nhập số bị chia trước, sau đó chúng ta bấm vào nút alpha, rồi bấm vào nút chấm chia r, sau đó bấm cái nút số chia bằng, rồi bấm dấu bằng. Cụ thể là chúng ta bấm ví dụ như là 13.765 alpha dấu này, rồi 137 và dấu bằng, chúng ta sẽ được thương bằng 100 và dư là 65 trong một nốt nhạc. Đây là sử dụng máy tính hỗ trợ chúng ta cái việc kỹ thuật trình bày. Nhiều khi mình giải xong ban giám khảo ngồi không biết là mình làm thế nào nó nhanh khủng khiếp như thế, nhanh hơn cả cái mấy cái thuật toán mình học trong tay nó có máy tính hỗ trợ. Lấy ví dụ là tìm nghịch đảo của 7 trong Z9. Trong về tìm 7 nghịch đảo của 7 trong Z9 là nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát một số cái thủ thuật để xử lý cái con này và chúng ta sẽ rất là bất ngờ. Bây giờ chúng ta đang tìm nghịch đảo của 7 trong Z9. Hết sức bình tĩnh, không được xúc động quá. Bây giờ một người làm như này, người ta làm đơn giản thôi. Trong tay người ta đang có máy tính thì người ta làm như này. Người ta lập một cái bảng gọi bảng nhân trong Z9, nhưng mà không phải tất cả đâu nhé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, và 7 và 8. Sau đó người ta đặt con 7 ở đây. 0 nhân với 7 là 0. 7 nhân 1 là 7. 7 2 14. 14 chia cho 9 là dư 5. 3 7 21, 21 chia cho 9 là dư 3, đúng không? 4 7 28, 28 chia cho 9 là dư 1. Chết rồi, dư 1 là chết. Dư 1 tức là hai thằng này là nghịch đảo của thằng nhau. Sao không đúng à? Rồi 5 7 35 tương tự như vậy, các em điền nốt này. Thế thì căn cứ vào cái dòng này, chúng ta có thể tìm được nghịch đảo một cách rất là nhẹ nhàng. Đây là chiêu thứ nhất, chiêu này gọi là nó hơi trâu bò một tí nhưng mà rất dễ hiểu. Cái này nó rất phù hợp với trường hợp là nếu như con mờ nó bé bé, mờ nó nhỏ nhỏ, mờ nó nhỏ nhỏ. Ô, dễ nhỉ? Đấy, nó thế thôi. Không, không hiểu à? Khó hiểu á? Khó hiểu. Rồi. Đấy, đấy được gọi là lập bảng nhân. Tất nhiên chúng ta sẽ còn một số cách nữa. Chúng ta cứ từ từ xem ở trong cái slide này chúng ta trình bày theo thứ tự nó là cái gì. Cách thứ hai là chúng ta dùng thuật toán Euclid mở rộng. Cái này thì lớp mình được học rồi.
Năm mình đã được học rất kỹ càng. Đấy là thuật toán Euclid mở rộng. Chúng ta sẽ tìm được ra một con là bằng và đây. Đấy. À, như vậy là trừ 3 nhân với 9 cộng với 4 nhân với 7. Cái thuật này chúng ta học rồi mà, đúng không? Chia như này, trừ 3 nhân với 9. Em nhớ là x phải nhân với con lớn hơn và y thì nhân với con nhỏ hơn. Trừ 3 nhân với 9 cộng với 4 nhân với 7 thì rõ ràng bằng 1. Đấy. Cho nên là chúng ta sẽ tìm được một cái cặp số nguyên là nghiệm của phương trình này. Từ đó chúng ta sẽ lấy thông qua cái phần ngang, tức là lớp thẳng dư. Lớp thẳng dư. Như vậy là nghịch đảo của lớp 7 trong Z9 thì là lớp 4. Rất là dễ dàng. Nó bé bé. Đây là cách thứ hai đấy. Cách một là lập bảng cái gì đó. À đây thì nó biết nó lộn tí. Đấy, đây là bảng. Lập bảng nhân để tìm nghịch đảo có x xì ngang trong ZM. Quá dễ dàng. Rồi, thực ra là nhân đến đâu đến 1 bằng 1 hoặc phát dừng lại. Bằng 1 là dừng lại ngay, không cần làm nữa. Trong cái ZM nếu mà tồn tại thì nghịch đảo là duy nhất. Đấy, cho nên là chúng ta tìm được nghịch đảo người ta dừng luôn, không cần tìm nữa. Hai cách thấy rõ chưa nào? Hoặc là sử dụng là giống như bài cái ở phía trên ấy, tức là chúng ta thực hiện thuật toán Euclid hoặc là dùng thuật toán Euclid mở rộng. Euclid mở rộng là cái bảng theo dạy đây này. Đây này. Đấy. Hoặc Euclid mở rộng hoặc là sẽ giật lùi. Còn một cách nữa là đây chính là để dùng thuật toán Euclid ấy. Sau đó chúng ta thay ngược trở lại. Anh ngược trở lại. Tất nhiều cách quá, đâm ra cuối cùng thì chẳng biết cách nào nữa, chết già. Dạy nhiều cách nên là giáo viên chấm bài mệt lắm. Làm theo các cách khác nhau mình phải soát hết sức cẩn thận, ôn nhầm, chấm nhầm, quan ra. Cái này là sử dụng thuật toán chả nhớ cái nào là thuật toán Euclid mở rộng, chết già. Làm nhiều phương pháp quá. Đấy. Tất nhiên cái cách này nó là cách này nó rất là an toàn. Vấn đề mình thay ngược trở lại ấy. Trong quá trình thay nó có thể có những cái số nó trùng nhau, mình thay nó rất dễ bị sai. Cách này là đương nhiên là an toàn rồi và là cách chính xác, thầy cô thường dạy cách này. Tuy nhiên thầy của các em thì còn có cái phương pháp khác, ví dụ như vừa nãy mình có thể sử dụng máy tính như này. Chúng ta biết là đây một cách nữa là khi đi thi nó dùng máy tính nó còn siêu nhanh. Cái này là chúng ta sẽ tìm 7 nhân với x. 7 nhân x thì nó phải đồng dư với 1 mod 9, có nghĩa rằng là 7x trừ đi 1 phải chia hết cho 9. Cho nên là chúng ta sẽ dùng cái chức năng table, chúng ta sẽ nhập fx là bằng 7 nhân với x trừ đi 1 tất cả chia cho 9. Nếu bấm start là bằng 1 bằng 0 thì n của chúng ta bằng 8. Mà lúc con nào mà nó thuộc z thì ta để nó lại. Con z bé này nó chớp một mắt một lần là xong. Nó bằng mười mấy thì mình chia là 17 18 thì một lần. Trên 20 thì phải chia 2 lần. Trên 40 phải chia 3 lần. À, thử à? Thử chưa? Rồi cứ chạy thử đi. Nếu mà được thì thôi, không phải chia đôi. Mà nếu mà không được thì phải chia đôi. Sau khi thử xong rồi trình bày như người nhớn luôn. Là ta thấy cái này. Người ta không biết là thấy ở đâu ra. Là do chúng ta có hỗ trợ bằng máy tính. Nhiều lần trước, hồi xưa. Có quay lại không? Hồi xưa là cái thi hết môn có bạn nó trình bày ta thấy như này, nó ban giám khảo chịu cứng, nó giải thế nào không biết, trừ khi ban giám khảo bảo là
phải giải theo thuật toán Euclid thì anh phải làm đúng như thế. Còn đâu mà chỉ giải phương trình như này nó muốn giải nào nó được, nó nhầm được cũng được, phải chịu chịu hy sinh giải không nhầm ra phải chịu đấy. Thế là mình hỗ trợ máy tính mình bấm này một phát là 7 sao x trừ 1 chia cho 9 chạy, chạy từ 1 cho đến 8 ngon lành. Ui. Đây cái này cũng được đấy, cương này 7 x này 7 alpha này x này có cái chế độ y y đây trừ đi 1 xong là chia cho ở dưới tổng 9 xong là start của chúng ta là số 1 cũng là quyền nó còn mòa ra số 0 mòa ra luôn số 9 này ấy. Con đầu tiên là không được nhá, con thứ hai không được, con thứ ba không được, con thứ tư chưa được, con đấy đấy theo đấy, là số nguyên là dừng lại. Cực hay, cách này cực hay, sau này đừng dùng cái này để phản lại thầy. Cách này là dùng máy tính hỗ trợ nhưng trình bày phải đầy đủ chặt chẽ, là ta thấy 7 × 4 là bằng bao nhiêu, 28 là đồng dư với 1, 1 chấm chấm suy ra 7 ngang nhân với lại 4 ngang bằng 1. Em có thể không trình bày nếu muốn. Em có thể không trình bày, em ghi luôn đa số vào, kết quả em không được điểm nào. Người ta trình bày cho này còn không nghe, không nghe thì thôi, cá không ăn muối cá ươn. Được chưa? Rồi, tất nhiên nó còn một phương pháp nữa cơ, là dùng hàm Fiolet cơ, cứ từ từ bình tĩnh. Hàm Fiolet. Cứ từ từ dần dần nó sẽ quen. Đấy là cái kỹ thuật rút. Kỹ thuật bây giờ là chúng ta sẽ dùng hàm Fiolet.